Sơn Lâm đặc sản gạo ngon. Cửa hàng gạo Sơn Lâm là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp xỉ và lẻ các loại gạo ngon đặc sản, gạo hữu cơ, gạo bếp gia đình, công ty với giá thành cực kỳ rẻ mà chất lượng. Bạn đã thấy cửa hàng gạo nào mua gạo giá bán lẻ lại rẻ như cửa hàng gạo Sơn Lâm chưa? Đặc biệt, khi mua từ 15kg gạo cao cấp, bạn sẽ được tặng quà với mong muốn mang đến cho mỗi bữa cơm gia đình Việt những hạt gạo ngon ngọt và an toàn cho sức khỏe. Cửa hàng gạo Sơn Lâm luôn cẩn thận trong khâu lựa chọn gạo và luôn giữ vững tiêu chí cam kết 3 không: không đấu trộn, không sử dụng hóa chất tẩy trắng, không chất bảo quản. Cửa hàng gạo Sơn Lâm đang bán lẻ và kết nối cộng tác viên các sản phẩm sau: 1. Gạo Tiến Vua, gạo ST21, ST25, Sen Củ, 8 Thái, Bồ Câu, 8 Hải Hậu, Nếp Cái các loại. 2. Các sản phẩm làm hàng gạo V, gạo 108, Khang Dân, Đỗ Tương. 3. Gạo dành cho người ăn kiêng, nương tím, gạo lứt đen, gạo lứt đỏ. Thông tin liên hệ: số điện thoại 0967199868 hoặc 0332956269. Địa chỉ tại chợ Hạ Long 2, số 40 Lê Lai, Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh.